Tập 3. Làm tướng quân hả? Ta chọn người không làm được quả đồ quân luôn. Sao mà chậm quá vậy? Lâu quá trời, bỏ đất chết luôn nè. Nhanh lên đi. Nhanh lên giùm đi. Lung tay trơn. Nhìn lên. Đói quá. Có đồ ăn rồi nè. Đồ ăn gì vậy nè? Vừa ăn vừa cay. Làm sao mà ăn được chứ? Đồ cho heo chó cũng không thèm ăn được. Đúng rồi đó. Tôi có ăn được không? Đúng rồi. Đây không nổi rồi. Đúng được chứ. Làm gì vậy? Vô pháp vô thiên. Làm cái gì vậy chứ? Đây là doanh trại đó. Đội trưởng. Gì đó? Ông có thử đi nè. Mấy món ăn này nút sao trôi được chứ. Đâu có. Tôi đã nếm rồi. Mùi vị ngon lắm mà. Ngon cái quái gì? Đội trưởng. Không tin. Ông nếm thử coi. Để ta nếm thử coi. Làm ăn cái gì vậy nè? Sao hả? Tôi đâu có nói quan cho hắn đúng không? Sao lại như vậy được chứ? Để tôi nếm. Không thể nào. Tôi đã thử rồi mà. Hồi nãy đâu phải như vậy. Giỡn quá. Xin lỗi mà. Người có lúc lỡ tay, người có lúc lỡ chân. Đúng không? Thôi vậy đi. Mọi người để bụng trống chửi mắng chúng tôi cũng chẳng sung sướng gì. Bây giờ cho tôi xuống bếp nấu lại mấy món ăn. Các người ăn no rồi, mắng chửi chúng tôi cũng cho đã luôn ha. Lát nữa các huynh muốn chửi sao cứ việc chửi. Chúng tôi tuyệt đối không dám trả lời. Xin các vị huynh đệ giữ gìn sức khỏe, lát nữa chửi cho đã nha ha. Vậy nha. Xin lỗi. Đi. Nấu cơm dở quá trời quá đất đi mà. Chắc là bữa nay mẹ tôi hắt xì dữ lắm đó. Chưa bao giờ bà ấy bị ngàn lời chửi một lúc. Tôi đúng là đồ bất hiếu mà. Cũng may là mẹ tôi đã mất sớm rồi. Chứ nếu không tôi cũng không biết trốn đi đâu nữa. Thôi vậy đi. Để đảm bảo sau này không xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi nấu cơm với đồ ăn xong, tất cả đều phải cho ta nếm thử. Tất cả phải xác định đều không có vấn đề gì thì mới bưng ra. Giả sử còn vấn đề gì nữa thì sao? Tôi chịu hết. Người làm cái gì vậy? Người làm gì mà lén lên lén lút vậy hả? Tối nay chúng ta đừng có ngủ. Canh ba đêm nay chúng ta sẽ chuồn đi cho em chị. Nhưng ta từng có lời thề là nếu không thể nổi bật hơn người, tuyệt đối không về nhà gặp cha. Thật ra ta cũng nhớ cha ta lắm. Cho nên ta nhất định tạo được tiếng tăm lừng lẫy. Nếu không ta không thể gặp lại cha ta. Ngươi, tại sao ngươi lại cứng đầu cứng cổ vậy hả? Được rồi, cho dù ngươi có được làm chiến binh, được ra chiến đấu đi chăng nữa, thì ra chiến trường thập tử nhất sinh đó, có người cha nào chịu cho con mình ra chiến trường đánh để đặt mạng đâu chứ. Ta hỏi ngươi nè, có người cha nào muốn vậy không? Ta nghĩ cha của ngươi cũng hy vọng ngươi trở về bên cạnh ông ấy. Cho dù là cày ruộng đi chăng nữa, ít nhất cũng có cuộc sống bình dị và yên ổn. Ta nói đúng không hả? Không. Muốn đi thì ngươi đi một mình luôn đi. Ta tuyệt đối không thể làm kẻ đào ngũ. Ta không thể làm quan gia xấu hổ. Nè, nói không chừng ngươi chỉ có thể làm một tên quả đầu quân. Ngươi tưởng rằng ở trong nhà bếp suốt đời thì có một ngày nổi bật hơn người hay sao hả? Ngươi đừng có ở đó tự gạt mình nữa. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi ha. Như vậy chúng ta cứ quyết định sẽ đi ngao du sơn thủy 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm cho đã đời luôn. Chơi cho sung sướng cuộc đời, mãi mãi không trở về. Cần gì phải bị người ta chê cười chứ. Không phải là ta đã hù dọa ngươi đâu. Nếu ngươi muốn tiếp tục ở lại, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng của ngươi đó. Mấy ngày trước có một tên tiểu binh chỉ nói xấu tên họ Lý đó vài câu, ngươi có biết kết quả sao không hả? Cách đây mấy dặm có một con sông lớn, xác của hắn nổi lên bờ ở trên đó. Nếu ngươi không muốn có kết quả như hắn thì trốn đi. Ngươi đúng là đà khải tai trâu.
Ở khách quan à, người muốn mua cái gì vậy hả? Ta mấy ngày nay ta cũng đi nhà xí, cứ cảm thấy đi không được thông suốt dễ dàng cho lắm. Đã mấy bữa rồi chỉ có vô chứ không hề ra. Không biết có loại thuốc nào chữa được căn bệnh này không ông chủ hả? Bá đậu, bá đậu có công dụng gây tả, nhưng mà nó có độc tính, không sử dụng được nhiều. Có độc tính hả? Vậy cho ta một ít thôi, ta chỉ cần một cân thôi cũng được nữa hả? Cái gì? Một cân hả? Một cân là nhiều lắm đó. Nó có thể làm cho 3.000 người đi tả gần đến chết. Có thiệt không vậy? Độc tính của nó lợi hại như vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Vậy thì thôi đi, ông cho ta 2 cân là được rồi. Hả? 2 cân hả? Đúng rồi. Ông cảm thấy lạ lắm có phải không? Mỗi ngày ăn một chút để ruột được thông suốt, để khỏi cần đi tới đi lui nhiều cho mệt. Ta mua một lần cho đủ, ta uống đến cả đời luôn. Ta tin là ông không phản đối chuyện này chứ. Được. Để tôi cân cho ngài. Cảm ơn ông nhiều. Tôi cũng bị phạt luôn hả? Một người làm một người chịu. Ông không thể đem họ xử phạt. Ta xử phạt các ngươi vì các ngươi đã phạm sai lầm, chứ không phải là gì người tranh cãi với ta đâu. Không liên quan đến họ. Chuyện trong nhà bếp đều cho tôi phụ trách. Tất cả cơm nước trước khi đem ra ngoài đều được tôi kiểm tra kỹ lưỡng. Để xảy ra vấn đề tôi phải chịu trách nhiệm. Trời nổi à, muốn làm anh hùng phải không? Được, ta cho ngươi làm anh hùng. Đội trưởng có mặt. Tại thằng 300 heo. Dạ. Không phải là 100 heo hay sao? Trước khi vấn đề chưa được điều tra rõ ràng, phạt nhẹ một chút. Bây giờ ngươi đã lên tiếng ôm tất cả trách nhiệm cho một mình ngươi, đương nhiên là phải xử nặng rồi. Tôi biết rồi. Ông không phục vì hay mắt bị tôi đánh bầm đen, cho nên ông muốn trả thù, công báo tư thù. Ông không phải là anh hùng hảo hán. Ông là quân rùa đen. Ăn nói hàm hồ, sỉ nhục bổn tướng quân. Tội tăng thêm một bậc, đánh thêm 50 heo cho ta. Dạ. Còn nữa, nếu tiếp tục nói những lời bất kính như vậy. Phải đó. Các ngươi ra ngoài làm việc trước đi. Nếu để tên họ Lý hắn mà biết được thì hắn lại ghép thêm một cái tội danh cho ngươi đó. Đến lúc đó bị ăn đòn. Ra ngoài đi. Đúng rồi, các ngươi ra ngoài đi. Nhanh lên. Ra ngoài đi. Làm gì vậy? Hảo huynh đệ, chẳng phải ta đã nhắc nhở và cảnh báo ngươi từ lâu rồi sao? Ta kêu ngươi rời khỏi cái chỗ quỷ quái này. Nếu ban đầu ngươi chịu nghe lời ta thì đâu có bị sao đâu. Đâu có chịu khổ như vậy phải không hả? Ngươi thì là háo thắng. Hồi nãy trước mặt biết bao nhiêu huynh đệ trong doanh trại vậy mà ngươi mắng tên họ Lý đó là con rùa. Những ngày sau này ngươi sống không nổi với hắn đâu. Hảo huynh đệ, chỉ cần ngươi chịu đi, cho dù ta lên núi đào hay xuống biển lửa, ta sẽ không từ nan. Ngươi thấy sao hả? Ta không đi. Ta ở lại đây đối đầu với hắn, coi thử hắn có thể làm gì được ta chứ. Tại sao ngươi cứ một mực đâm đầu vào chỗ chết vậy hả? Ngươi là một người có cuộc sống bình thường, đâu nhất thiết phải có cuộc sống sự nghiệp lớn đâu. Cũng giống như ta nè, ta chẳng hề có chí lớn gì hết. Ngươi có thể nói ta tầm thường, nhưng ta không cần ngày nào cũng phải suy nghĩ phải làm cách nào mới nổi bật hơn người khác. Cho nên ta có một cuộc sống rất vui vẻ. Ngươi tưởng tôi muốn tranh giành hay sao? Nếu từ nhỏ tới lớn cha mẹ không coi thường ta, nếu ta có thể được đối xử một cách tử tế giống như tiểu đệ của ta, nếu hồi đó mẹ ta sinh ta ra bản thân ta là một đứa con trai, thì đâu cần phải tranh giành chi cho mệt. Tại sao người cứng đầu cứng cổ như vậy hả?
Không phải ta cứng đầu cứng cổ, ta thấy không cam lòng. Ngoại trừ ta muốn chứng minh với những người ở xung quanh, ta cũng muốn chứng minh với bản thân mình. Chuyện người khác có thể làm được, qua một lát ta cũng có thể làm được. Chuyện người khác không làm được, ta cũng có thể làm được. Người đúng là tự chuốc khổ mà. Người ra ngoài đi. Tuy Đỗ quyết án binh bất động, nhưng số lượng quân lính ngày càng tăng lên nhiều hơn. Có thể thấy bọn chúng đang chuẩn bị kỹ càng để đánh một trận ăn thua dứt điểm. Đây sẽ là một trận kịch liệt dữ dội, một trận chiến sẽ có tử vong vô số. Sao vậy? Nghe nói là phát hiện giặc tế trong danh trại. Vậy sao? Tất cả vào trong, đứng nghiêm kiểm tra. Bỏ lên. Đi. 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 Lên. Nhanh lên. Đi. Đi. Lục soát đi. Đi bộ. Bỏ lục soát. Nhanh lên. Dạ dạ dạ. Lục soát. Dạ. Đi. Lục bên này. Lục soát toàn bộ đi. Dạ. Không có. Lên. Sao lục soát tôi? Cái gì? Bên này, bên này. Bỏ lục soát đi. Lục soát đi. Nhỏ quá. Dạ. Cái gì vậy? Nhỏ quá. Của tôi tay. Lục soát coi. Qua một lần đâu? Đi đâu rồi? Ở đây. Ngươi chạy đi đâu hả? Bẩm đội trưởng, tôi đi nhà xí. Kiểm tra kỹ đó. Mau trở về vị trí của ngươi, chuẩn bị về lục soát. Mình đó nữa, kiểm kỹ chưa? Lục soát. Có nghe không? Hả? Lại lên. Nè, giơ tay lên coi. Nhìn lên đây. Nhìn lên. Đứng ngoài đây. Giơ tay lên. Từ từ. Cái gì? Mau giơ hai tay lên. Nhậu mà. Đứng lại. Giơ tay lên. Giơ tay đâu? Nhậu. Khoan đã. Khoan đã. Chuyện gì vậy? Như đệ ca. Giơ tay lên. Ngươi kêu ta cái gì? Về thăm quân. Đứng nghiêm. Không có gì, ra ngoài đi. Thật ra là chuyện gì? Diêu Tam Quân có gian tế lẻn vào trong soái phủ, không những giết người mà còn đánh cắp mật thư nữa. Lý tướng quân muốn lục soát kỹ càng cho trại. Chuyện này ta biết rồi. Ta hỏi ngươi hắn sao vậy? Hắn không chịu lục soát, cho nên ty chức mới nghi ngờ là hắn. Tôi. Có chuyện này sao? Để ta lục. Đứng yên, giơ tay lên. Đứng yên cho ta kiểm tra. Diêu Tam Quân không tin tôi sao? Đây là mệnh lệnh. Trong doanh trại mỗi một người đều phải chấp nhận lục soát để tỏ trong sạch. Hết chuyện rồi, ở đây để ta giải quyết. Thì tất cả những người còn lại trong doanh trại đó đều phải chịu xử tử chung với hắn. Xử tử? Nhà đồ điên. Vì đại ca huynh về rồi hả? Muội đợi huynh lâu lắm rồi đó. Muội tới đây làm gì hả? Muội có một chuyện rất quan trọng muốn bàn với huynh đây. Có phải muội nói vụ gian tế tối hôm qua không hả? Tối hôm qua ta thiệt tình bất đắc dĩ ta mới đưa ra hạ sách như vậy. Ta tuyệt đối không có ý sàm sỡ muội đâu nha. Tuy ta lục soát người muội, trong đầu ta chỉ nghĩ muội là một nam nhi. Ta có thể thề. Muội cũng biết tối hôm qua nếu không nhờ có huynh, muội cũng không biết làm sao qua mặt được họ nữa. Cũng may là huynh tới, chứ nếu không muội cũng không biết phải làm sao. Huynh không cần phải giải thích nữa đâu. Thì ra muội qua đây không phải vì chuyện hôm qua sao? Chuyện hôm qua có gì để nói nữa đâu chứ. Chẳng lẽ muội nói huynh đã sợ muội? Huynh phải có điều nói đến loại thuốc bôi đó. Loại thuốc bôi đó huynh tặng cho muội thật là hiệu quả, làm cho cái mông của muội, vết thương của muội ở chỗ này nè nó. Đừng kể chi tiết, chỉ cần nói chuyện tối qua. Thiệt ra là sao hả? Cuối cùng muội thấy có một người mặc đồ đen. Mặc đồ đen? Thank you.
Lâm Đại Bảo. Đúng rồi, lúc trước trên đường đến doanh trại báo danh, vừa gặp hắn ở một khách điếm. Sau đó chủ khách điếm nói có một người chết đột ngột. Mụ cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Người đó không mất tài sản gì hết. Ban đầu mụ còn tưởng bị kẻ thù giết, nhưng mà đến bây giờ cuối cùng mụ hiểu ra một chuyện rồi. Mụ nghĩ ra được cái gì? Đó là đã có người giết Lâm Đại Bảo thật sự. Trộm tấm quân thiết đó mạo danh là Lâm Đại Bảo, cũng có nghĩa là Lâm Đại Bảo thật sự đã chết lâu rồi. Người này là giả đó. Giỏi thiệt. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần hắn gặp phải Dư Thừa Ân này thì đây là chuyện xui xẻo nhất của hắn đó. Lê Tân Quân, chúng ta thi kéo cò đi. Được, quan nghênh các ngươi. Có bao nhiêu người thi? Trước tiên có 3 người. 3 người hả? Ít quá. Tất cả đi. Lê Tân Quân à, tuy sức là có Tân Quân hơn người, nhưng đừng có khinh địch, lão thù sẽ xấu hổ lắm. Ê, có sức chơi thì có sức chịu. Nếu ta thua thì làm gì cũng được, hiểu chưa? Vậy được. Nè, mày bắt đầu. Lăng lên. Đứng lên, đứng lên. Lê Tân Quân à, Tân Quân đã dạy như vậy mà binh bất yếm trá. Tại ta quá khinh địch thôi. Có chơi thì có chịu. Các ngươi muốn xử lý ta sao đây? Tuy Lý Tấn Quân địa vị cao hơn chúng ta, nhưng chẳng hề tỏ vẻ kênh kiểu chút nào, thiệt là hiếm có ha. Phải đó, phải đó. Cũng nhờ Lý Tấn Quân có thực lực cao hơn người, cho nên tên tướng gì đó phải rồi, tướng quân A Đồ Sản của Đồ Quyết bị bắn chết, nên quân Đồ Quyết mới nản chí phải rút lui tránh xa chúng ta. Quân thật là lỗi hả? Ngươi sao vậy? Có rẹp cắn ta, ta với chúng không thù không quán, tại sao cứ nhà ta mà cắn chứ? Chết thiệt. Tưởng chuyện gì lớn lao, ở đâu chẳng có. Coi nè, ăn rồi. Ôi, ai lại dám tới vậy? Qua một lan đó. Qua một lan? Qua một lan sao? Phải chứ. Không phải đâu. Không phải vậy đâu. Qua một lan muốn được làm tướng quân đến điên khùng luôn, làm sao có thể làm giáng tế được chứ? Đúng rồi. Là hắn đó. Ta tận mắt nhìn thấy Dư Tam Quân bắt Qua Một Lan trói chặt tay chân vô phủ Nguyên Soái rồi. Thật vậy hả? Nghe nói hôm qua hắn lén trốn ra khỏi danh trại, bị Dư Tam Quân bắt lại rồi. Đúng rồi đó. Sau đó Dư Tam Quân lục soát trên người hắn, mới thấy được mật thư và địa đồ bị mất hôm trước. Thật hả? Chứ sao? Vậy sao? Là không ngờ đó nha. Ta không có nói dối đâu. Không ngờ. Ta tận mắt nhìn thấy mà. Theo như tình hình bây giờ thì ta sắp lại công cáo thành rồi đó. Tôi nghĩ là không phải đâu. Không tin được. Ngươi tìm gì vậy? Ngươi thật sự không phải là Lâm Đại Bảo? Ngươi là ai hả? Ta thấy Lý Tương Quân bố thiệt là đẹp mà. Tướng quân bố đẹp ghê. Hey!
Một vị tướng quân phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể làm cho thuộc hạ của mình nể phục. Còn làm như vậy thật là mất hết danh dự, nể mặt cho bọn sĩ tốt đó trêu chọc con giống như một con khỉ. Sau này làm sao có thể thống lĩnh quân đội được chứ? Bá phụ à, nếu như tối hôm qua người thấy bọn họ chơi đùa thoải mái vui vẻ, bao nhiêu khổ cực đều tan biến, thì người sẽ cảm thấy cho dù mất hết tôn nghiêm cũng chẳng sao. Họ thật sự rất vui vẻ đó bá phụ à. Con không chịu nghe lời dạy của bá phụ cũng đành chịu thôi. Lẽ ra con yêu quý thuộc hạ là điều đáng quý vô cùng, nhưng con cứ chung chạy với bọn chúng như vậy thì thật là chẳng ra sao cả. Nguyên soái, tôi đã dùng hình với người đó, nhưng hắn vẫn không chịu nói một tiếng nào, cũng không chịu cầu xin, cũng không chịu hợp tác. Thật đáng ghét. Lôi hắn ra đấu trường, ngũ mã phanh tay, coi thử sau này có ai dám lẻn vào doanh trại của ta gây rối hay không. Nguyên soái, cứ giao việc này cho tôi, tôi sẽ có cách bắt hắn khai ra hết mọi chuyện. Giao cho ngươi. Đúng rồi, đối phó với kẻ ngoan cố như vậy không nên dùng cứng, chúng ta chỉ nên dùng mềm. Cũng vô ích thôi, ta đã dùng cả cứng lẫn mềm rồi. Huynh đã thử rồi mà ta chưa thử. Huynh không làm được không có nghĩa là ta không làm được. Được, nếu huynh đã nói như vậy lại còn tỏ vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay, ta phải lãnh giáo coi thử Lý tướng quân có bản lĩnh gì. Nguyên soái, cứ để huynh ấy đi đi. Ta cho ngươi 2 giờ, ngươi dùng mềm cũng được, dùng cứng cũng chẳng sao, ta mặc kệ ngươi. Thừa ân, cho dù thế nào đi nữa, sau 2 canh giờ người phải lôi hắn ra hành hình. Dạ. Nè, uống đi, uống cho ấm người một chút. Ngươi muốn chọc giận ta để cho ta một đao chém chết ngươi đúng không? Ngươi thiệt tình muốn chết à? Được, ngon lắm. Cả đời ta kính phục nhất là hạng đại anh hùng như ngươi vậy. Bây giờ ta sẽ cho ngươi tội nguyện. Ngươi muốn chết à? Tránh ra! Ta dẫn hắn ra ngoài để dạy hắn một bài học. Đi! Đúng là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cút ngay đi. Qua bờ bên kia, vượt qua ngọn núi tới Tử Mã Lĩnh. Người chỉ có 2 canh giờ để trốn. Nếu tới giờ ngọ, người sẽ bị ngũ mã phanh tay. Chạy được bao xa thì cứ chạy, đừng để họ bắt được người. Người cứ yên tâm mà chạy đi, ta không dùng mưu kế đâu, cũng không ai theo dõi người nữa. Người đại anh hùng, cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng rồi sao? Tại sao? Bởi vì ta biết ngươi là đại anh hùng, kết cục duy nhất của ngươi là ngũ mã phanh thây. Ta rất ghét cái hình phạt ngũ mã phanh thây, đây là cực hình mang rợ của con người. Bây giờ ta không thể cản họ, nên chỉ đành thả ngươi đi thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đúng vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Ta nghĩ ngươi vẫn còn cách khác, có thể trước khi hành hình có thể một đao chém chết ta. Ta ghét giết người. Lý Lượng, ngươi không phải là một hảo hán, nhưng ta là một con người, một con người đường đường chính chính. Ngươi là một người độc quyết đúng không? Nếu ngươi vì lợi ích cá nhân đột nhập để lấy trộm cơ mật, ngươi tuyệt đối không thể im lặng để nhận lấy cái chết. Nhất định ngươi là người độc quyết. Hơn nữa, không chỉ vậy, ngươi còn là một người rất yêu đất nước của mình đúng không? Ngươi về nói với khả hãng của các ngươi, nếu hắn cứ một mực xâm phạm lãnh thổ của ta, giết đồng bào của ta, tuy Lý Lượng này không ham thích giết người, nhưng ta nhất định sẽ bắt hắn chết không còn chỗ chôn thây. Tiểu nhân Quan Mộc Lan khấu kiến đại nguyên soái. Đứng dậy nói chuyện. Tạ nguyên soái. Lập tức lập thủ tục giải ngũ cho hắn, rồi vào quân khố lấy 200 lượng vàng thưởng cho hắn để hắn đem về. Thế bẩm đại nguyên soái,
Lần này tiểu nhân may mắn lập được đại công, không phải là muốn giải ngũ, cũng không mong được trọng thưởng, chỉ mong đại nguyên soái ân chuẩn cho tiểu nhân được đến Tiền Phong doanh. Tiểu nhân đã mãn nguyện rồi. Cái gì? Ý nguyện lớn nhất của tiểu nhân chính là làm một chiến binh bảo vệ nước nhà, vượt qua cho Đại Tùy. Ngày đó tiểu nhân từng thề trước bàn thờ của tổ tiên Qua Gia là nếu không thể lập được công lớn ở trong quân ngũ, tiểu nhân không thể về quê. Nguyên soái, tuy võ nghệ của hắn không giỏi lắm, nhưng chỉ khí của hắn thật đáng khen, mong nguyên soái cho phép. Không, tiểu nhân thật sự tinh thông 18 bang võ nghệ. Ngày hôm đó ở đấu trường có thể quá căng thẳng, cho nên thất bại trước mặt của nguyên soái. Nguyên soái, hôm nay tiểu nhân chuẩn bị một bộ đao pháp biểu diễn cho ngài xem, bảo đảm nguyên soái sẽ khen. Nguyên soái, xin cho tiểu nhân mượn đao. Thôi khỏi, thôi khỏi. Hay cho qua một lan nhà ngươi, hiếm có ai trên đời này có tấm lòng bảo vệ nước nhà như ngươi. Bổn soái sẽ cho ngươi được toại nguyện. Tạ nguyên soái. Lý tướng quân, nguyên soái không bắt tiểu nhân làm quả đầu quân nữa rồi. Ủa, vậy sao? Hắn có công tìm ra gian tế, nhưng lại không muốn giải ngũ, chỉ muốn rời khỏi quả đầu quân làm một chiến binh đường đường chính chính. Ta đã cho hắn toại nguyện. Lý tướng quân, ngài thấy thế nào? Hay lắm, ra sức cho nước nhà tốt lắm. Sao rồi Lý tướng quân, giờ ngọ sắp tới, cách của tướng quân có hiệu quả hay không vậy? Dĩ nhiên là hiệu quả rồi. Vậy người đó có khai không? Khai cái gì? Thằng đã chạy mất tiêu rồi còn khai gì nữa. Cái gì? Dư Tam Quan, tuyên đọc tội trạng của hắn. Dạ nguyên soái. Khỏi đọc nữa, cứ làm đi. Lý Lượng, ngươi làm vậy là thái độ gì hả? Nguyên soái, mặt tướng không hề phạm tội, nhưng nếu ngài cho rằng nhất định xử phạt trước toàn quân mới tỏ ra quay thế của tùy quân, thì mặt tướng không còn gì để nói. To gan! Lý Lược, ngươi cậy được chiến công to lớn, càng ngày càng ngang tàn. Ngươi không giữ quân kỷ, tự tiện thả gian tế là tội nặng, ngươi còn nói là không có tội à? Bổn soái mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi chiến công to cỡ nào, vi phạm kỷ luật thì phải bị trừng phạt. Nguyên soái, mặt tướng không hề coi thường quân kỷ, nhưng tên gian tế đó mạo danh người khác lẻn vào trong doanh trại lấy trộm cơ mật, chả lẽ chỉ có một mình hắn là có tội hay sao? Nếu truy cứu đến tận nơi thì trên dưới tất cả mọi người trong doanh trại chúng ta, kể cả quyền soái trong đó, đều cũng phải phạm tội vô quân kỷ. Người nói gì? Là bởi vì chúng ta không thể canh phòng cẩn thận, nâng cao cảnh giác, cho nên mới để tên gian tế đó có cơ hội lẻn vào. Ngài thân là đại quyền soái, chả lẽ ngài không dính líu hay sao? Lý Lượng, ngươi chẳng những coi thường quân lệnh mà còn dám đổ hết trách nhiệm cho nguyên soái nữa. Nguyên soái, từ năm mặt tướng 15 tuổi, cùng ngày vào sinh ra tử, trên đời này ngoài trừ mẹ mặt tướng thì ngài chính là người mặt tướng tôn kính nhất. Lẽ nào mặt tướng làm nhục nguyên soái? Có vài lời nói không biết có nên nói với nguyên soái hay không. Ngươi nói đi. Giết một tên gian tế không còn sức chống cự, không thể dương oai cho đại tùy chúng ta. Trái lại, nếu thả hắn đi thì càng có thể làm nổi bật lên oai vệ của chúng ta. Quan đường ăn nói bậy bạ. Thừa Ân, cứ để cho hắn nói hết. Đương kim hoàng thượng lâu nay luôn coi trọng lấy nhân trị quốc, nhưng hình phạt trong quân đội lại kế thừa điều tệ hại của tiền triều, ngược lại với đạo lý nhân nghĩa. Nào là ngũ mã phanh thây, rút gân lột da, tất cả đều lấy một phần thân thể của người đem ra hành hạ. Đại tùy chúng ta là lễ nghĩa chi bang, nhưng mà lại có những cực hình tàn khốc vô nhân đạo, đâu có khác gì bọn cầm thú mang di mọi rỡ. Người không đồng ý đem bắn ra ngũ mã phanh tây thì cũng không được thả hắn đi chứ. Người đó đã quyết một lòng muốn chết, cho dù chúng ta có giết hắn thì hắn cũng sẽ dung gươm tự sát, sao không cho hắn một con đường sống để quân dân đột quyết biết rằng đại tùy chúng ta là đại quân nhân nghĩa. Người có lý lẽ của người, nhưng ở trong quân đội nhất định phải làm theo kỷ luật đã đề ra, tuyệt đối không để cho bất cứ người nào làm chuyện vượt ngoài kỷ luật. Ta rất thích lòng nhân nghĩa của người, nhưng tuyệt đối không thể để cho người tự tiện làm điều mình muốn. Chuyện này chỉ có một lần không được tái phạm, nếu còn tái phạm tuyệt đối không tha. Ta nguyên soái. Này chúng ta cùng với lão đại càng lấy đi, chúng huynh ấy tương lai được trở ngại. Ta còn tưởng hôm nay ở đấu trường có thể nhìn thấy được Lý Lượng bị đánh đến nỗi tét cái mồm ra luôn.
Ai ngờ sấm sét lớn mà mưa thì nhỏ, thiệt là mất hứng quá chừng. Lão đại, huynh không thể làm gì Lý Lượng được đâu. Ai biểu huynh không có một bá phụ làm đại nguyên soái chứ. Ta không cần nhờ cậy quan hệ thân quen đâu, ta phải nhờ vào thực lực của mình để làm đại nguyên soái. Đúng rồi, có chí khí. Chúng ta chúc lão đại thành công như mong muốn, sau này sẽ làm đại nguyên soái. Nhưng lão đại đừng quên đỡ đám bằng hữu này đó ha. Đừng đỡ thì khỏi phải nói, giúp đỡ thì bắt đầu từ ngày mai đi. Các ngươi theo ta học đao pháp tương pháp. Sau khi các ngươi học xong rồi á, ta đến chỗ của đại nguyên soái giới thiệu các ngươi, để các ngươi thoát khỏi quá đầu quân luôn. Từ nay về sau các ngươi sẽ không bị người ta coi thường nữa. Đến lúc đó tất cả huynh đệ đều đồng tâm hiệp lực bảo vệ nước nhà, tiến công lập nghiệp, có được không? Được. Ủa, không thấy Tô Cát Lợi đâu vậy? Tô Cát Lợi, sao vậy? Người sao vậy hả? Ta muốn giết người đó. Nè, ta tưởng ngươi thích cả cuộc đời này làm quả đầu quân ở trong bếp, thì ra ngươi cũng muốn ra trận giết giặc. Thiệt là hiếm có đó. Lúc nãy ta nói với bằng hữu ở trong đó rồi, bắt đầu từ ngày mai ta tranh thủ thời gian dạy các người đao pháp thương pháp. Chỉ cần các ngươi nỗ lực, sau này nhất định có thể giống như ta, nổi bật hơn người. Nổi bật cái tổ tiên nhà ngươi á. Nè, bữa nay tâm trạng ta không tốt, ngươi đại nhân đại lượng, đừng có trách ta nha. Tâm trạng ngươi không tốt không nên tùy tiện chửi mắng tổ tiên nhà người ta như vậy. Xin lỗi ngươi nha. Vậy ngươi nói đi, thật ra là chuyện gì chứ? Người không coi ta là hảo huynh đệ rồi. Người có chuyện gì thì cứ nói đi, coi ta có giúp được người hay không. Dạo này khó khăn, ta đã hết tiền rồi đó. Hôm qua ta đánh bạc với phó tướng của phi hổ doanh ở bên cạnh, thua rất là nhiều tiền. Hắn nói nếu như ta không có tiền trả cho hắn, hắn lên cơn giận thì sẽ lôi ra ngoài chỗ vắng người chặt ngón tay của ta. Làm gì dữ vậy? Ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi. Hắn tên gọi là Dương Phi, hắn là bà con của đại nguyên soái, ngươi không nên đi chọc giận hắn. Lý Sùng làm nguyên soái cái kiểu gì vậy chứ? Ở trong quân đội mà có cả đám bà con thương thích, nhưng toàn là loại không biết giữ kỷ luật gì hết trơn. Ngươi dám chửi nguyên soái sao hả? Ta chửi hắn thì sao chứ? Cho dù bây giờ Lý nguyên soái đứng trước mặt của ta, ta cũng không có sợ. Nhưng thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội với bọn tiểu nhân. Ngươi không sợ thì ta sợ đó. Ngươi làm ơn đừng có lôi ta xuống dưới có được không? Đừng nhắc ghê. Ngươi thua bao nhiêu? Đủ không? Không đủ ta còn nữa. Đây chính là vàng hả? Đúng vậy, là đại nguyên soái thưởng cho ta đó. Cảm ơn đệ đã tốt với ta quá, đệ đã cho ta mượn tiền trả nợ cờ bạc. Ngươi thiệt là vĩ đại quá. Các vị, các huynh đệ, các người có ai giống như ta mắc nợ đầy đầu hay không hả? Cứ tới mượn huynh đệ đi. Cho ta mượn đi. Được. Chỉ cần ta có thể giúp được, ta nhất định giúp mà. Có điều các người phải hứa với ta đó, đừng đánh bạc nữa. Được rồi, xếp hàng đi. Không cần phải vậy, cứ đưa cho bọn họ chia nhau là được rồi.